áo lưng trời hoa đỏ, ơi bờ ruộng xanh xanh lớp cỏ, ơi nước đầm hoa súng rung rinh. Phận mồ côi lắm nỗi tội tình, ơi thép nhỏ về đây với chị, ơi thép nhỏ về đây với chị. Tấm ơi hoa súng trên thì đầm chưa tài lên, mái tóc chi mà để càng trông chưa càng trông mặt mày ơi đẹp đi, đẹp đi người đẹp người trời có đi ơi quê ta. Quê ông ta nhiều hoa gạo đỏ, tháng xuân về hội mở bên sông. Chiều nay đi xuống tép trên đồng, nghĩ tới hội mà lòng vui não nữa. Thôi chiều rồi mình về đi Tâm ơi. Đi về đi Tâm ơi. Ai có chân thì cứ đi, ai có chân thì cứ về, việc gì phải rủ phải dê. Nhà tôi đây đã có em có chị, chưa nghe thấy người đã nghe thấy tiếng chay chanh chua. Chẳng chua ai gọi là chanh, can chi nói tỏi nói hành. Tát tát công đâu mà nói cho hài, ai đi giúp bụi cho ai vướng mình, tổ quý báo lắm đấy. Tâm ơi, chúng mình chúng đi mình về trước nhá. Cám ơi, chiều rồi chị em mình về thôi. Chị Tâm ơi, chị Tâm ơi, chị Tâm, đầu chị những lắm cùng buồn. Chị xuống đồng mà ngụp nước trong, kéo đầu lắm về nhà gì mắng. Em chờ chị một lát nhá. Cám ơi, chị cho em bông hoa súng đây này. Ôi, đẹp quá. Chờ chị một lát nhá. Ta sẽ trút hết giỏ của nó sang giỏ của ta. Tâm ơi Tâm, việc gì mà con phải than khóc? Tép nhỏ đi đâu con chớ nên buồn. Người là ai? Người là ai mà chán cao hiền hậu, râu tóc trắng rồng dài tay áo? Có phải người đã dắt con đi chập chững năm nào, con ngẩng đầu ở dưới cành cao, người hái cho con bưởi đào mấy quả? Con lớn ở đời ta vẫn gần con, giữa chiều xuân tép nhỏ không còn. Nhìn trong giỏ ắt vui lòng con trẻ.
ơi, vẫn còn một bóng xinh xinh nép vào nan giò nghiêng mình phẩy đuôi. Con hãy mang bóng về thả giếng mà nuôi. Ngày hai bữa con dắt cơm xuống giếng, ví con phải đau khổ trong mưa nắng, nhưng bóng là nỗi của đời con. Nuôi bóng hôm mai cơm đỏ gạo vàng, con đến hội xinh người đẹp áo. Ôi bóng lưng tròn mắt nhỏ, đuôi dài vầy sáng như gương, còn mồ côi chỉ khổ trong đường, về với chị bóng ngoan trong lớn. Ơi hỡi bóng xinh thì bóng thì về với chị bóng xinh. Bóng đâu, lên ăn cơm để chị còn đi chăn trâu nào. Bóng bóng bang bang, bóng nhỏ bóng ngoan, lên ăn cơm đỏ gạo vàng. Bóng bóng bang bang, hạt cơm chị Tâm là hạt cơm lành, cay đắng tội tình để dành nuôi bóng. Bóng bóng bang bang, bóng bóng ê, ê, bóng ê, bóng ê. Tình bóng ê, bóng ê, bang bang ê, ê, bóng ê, bóng tình bóng. Đồng xa bóng xế hãy về, dì nóng sẵn cho con nóng cơm đây. Dạ. Con phải nhớ đánh trâu ăn cỏ đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng mất mất trâu. Dạ con đi à. Tâm, qua bụi rậm con tránh cành gai sắc, buổi trưa vào bóng mát nghe con. Dạ vâng ạ. Đấy mẹ xem, con nói có sai bao giờ đâu. Con vào lấy cái xiên ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con hãy rắc cơm vào gọi nó lên. Bóng bóng bang bang, bóng nhỏ bóng ngoan, lên ăn cơm đỏ gạo vàng. Bóng bóng bang bang, con phải bắt chước thật giống giọng con Tấm thì gọi nó mới lên cơ. Con nhớ lại xem nào. À, con nhớ rồi. Hạt cơm chị Tấm là hạt cơm lành, cay đắng tối.
đôi tình đẻ sành nuôi bông 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 bàng bàng. Kìa con ơi, ôi nó làm kìa con ơi, nào nó lên đi nào. Bóng bóng bang bang, bà nhìn ngứa ruột ngứa gan, mày ăn hại cơm bà ném bà nương, nó chăm mì nuôi dưới riêng, con nó chăm mì nuôi dưới riêng đi mẹ con mình này này à, ấy mẹ con mình được bữa cá ngon. Chỉ để dành cho bóng đây. Bóng bóng bang bang, bóng nhỏ bóng ngoan, lên ăn cơm đỏ gạo vàng. Bóng bóng bang bang, hạt cơm chị Tâm là hạt cơm lành, cay đắng tội để dành nuôi bóng. Bóng bóng bang bang. Xương cá bống vùi bên bếp lửa, tìm xương bống con cất vào trong lò, rồi đem chôn ở dưới chân giường. Cứ yên lòng, bống chết hãy còn xương. Nay hãy nâng niu chút tình bống nhỏ. Bụt dậy ta tìm xương bóng cho vào trong lọ, nhưng ta biết tìm ở đâu bây giờ? Chút tình ngày nay bóng nguy nhỏ nghỉ, bóng hỡi là bóng nguy ơi. Thank you.
mà đến rủ người nhà nhà tôi đi hội đi hè, kéo bè kéo lũ, đàn đàn đúng đúng, nón nón quay quay. Kìa em, nhà tôi đây không phải mượn ai cả. Em đừng nói như vậy. Tấm, con chỉ muốn đua đòi theo chúng bạn. Ta có gì đội nấy cũng bằng ai, đến nỗi nào phải mượn nón cùng quay. Còn đến hồi sinh người hơn đẹp non. Nói à, có mây ngũ sắc phủ đầy người, chồng cứ gọi là nhem nhuốc. Chầu đâu thế kia? Chầu của đám hội, nhưng mà ai tên? Người làng tên chứ còn ai tên? Đưa tôi xem nào. Kìa em, chầu đám hội ai tên cũng như chị tên thôi mà. Đấy, mẹ xem. Kìa con, chỉ con khéo tay thì làng mới nhờ. Ngày hội mở lại có chị em chúng bạn đến nhà, chị em chúng mày phải vui vẻ với nhau chứ. Thôi mời hai cô đi trước, ba mẹ còn tôi cất bước theo sau. Tấm ơi, chúng mình đi trước nhá. Dì ơi, đêm qua con thức khuya giã gạo, băm hết bèo cám lợn nấu xong, nước đã gánh đầy hai vài bốn cong, nhà trên dưới trong ngoài gọn ghẽ. Chưa gọn ghẽ đâu, cô chỉ vội vàng đi hồi, đem đổ nhầm thóc gạo trộn vào nhau. Công việc nhà nào có nhiều đâu, dì nói lắm, dì mang tiếng ác. Lại còn vờ như không biết. Thế tay làm đây hả? Dì ơi, hôm nay làng vui hội mở, kẻ ăn cầu nằm quán cũng vui. Tôi quanh năm tủi cực nhiều rồi, điều cay nghiệt, điều cay nghiệt hôm nay dì hãy bớt. À, con này mày dám cãi bà. Này, nó mồm nhưng khéo cùng hay, thóc cho chi gạo tay mày chứ ai đấy con kia. Ấy thóc mê cho chi gạo ơi, ơi, ơi à, để tay mày chứ ai. Cái con này mày cãi một này cãi hai, cái con này mày cãi một này cãi hai. Mày cãi bà thì mày chết với bà này, mày chết với bà này, mày chết với bà này, mày chết với bà này. Nhặt cho xong đi rồi mà đi, hồi còn mở suốt ngày kia đấy. Nhặt cho nhanh đi rồi mà đi, kẻo con nhà điều nhà san nó đời. Cảm ơn. Dạ. Hồi này ai kém ai đâu, khăn tươi áo thắm ơi à, khỏe mộng tiết xuân. Ta đi đi con ơi. Mẹ ơi, mẹ chờ con ơi. Đi đi con ơi. Sao người ta nỡ hành hạ tôi giữa ngày hội mà. Cúi nghi nhìn gạo thóc mi mà nghi nghi đâu, trong chiêng nghi vắng lại tuổi sầu xôn xang, người sao độc ác nghi. Ôi,
trắng thóc nghi vàng trộn lẫn nhau. Ơi Tấm ơi Tấm, chân bùn tay lấm, người đẹp nết ngoan. Bụt về đây con chớ bàng hoàng, hãy sửa soạn mà đi xem hồi. Bụt ơi, kẻ cay nghiệt bắt con ở nhà nhặt thóc. Con đến muộn cả làng trông ngóng, con ở nhà ai mới xứng đi. Thóc gạo kia con chớ lo gì, đàn chim sẻ nó quay về nhặt giúp. Con đào lọ xương bống đem ra đây. Cá bống đã thành khăn áo, thưởng cho người nuôi bống hôm mai. Bụt ơi, sao có cả đôi hài, hài bé nhỏ theo hoa màu chỉ thăm. Con đi bộ bây giờ đã muộn, cô gái ngoan lấy ngựa mà đi. Chân hài vó ngựa hôm nay, đưa con đến hội bỏ ngày than do. Bụt thương con mồ côi khổ sở, đội ơn này đến thác không quên. Xin người về cõi hạc đường tiên, giúp con trẻ lên đường xem hồi. Chim giúp mi tấm nhặt gạo y thấm, chia làm hai nhặt gạo y thấm. Thank you.
bố lên nhá. À, trúng rồi, trúng giỏi quá. Cái chân đồng bắn giỏi quá. Bố lên nhá. Ôi giời, quá chuẩn rồi. Ôi giời ơi. Cha thuần đoài, cha thuần đoài vào bắn đi. Ừ, bắn đi, bắn đi xem nào. Cố lên nhá. Cố lên nhá. Trai thuần đoài năm ngoái giải nhất đấy. Dạ, tôi là khách đường xa mới về đám hội, ra mắt dân làng xin bắn thử vòng son. Xin kính mời, kính mời quý khách cả. Bắn đi, bắn đi, các chàng trai, trai thôn đông thôn đoài. Ôi chúng rồi, giỏi quá. Hoàng tử, con ngựa trắng bóng quỷ bên suối kết tinh ý và gõ móng liên hồi ạ. Con ngựa trắng của ta, con đoán chắc dưới chân cầu có vật gì lạ. Con để ta xuống thử xem sao. Ây 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 ây, hoàng tử ơi, nước tung bọt xoáy chân nỉ chân cầu.
điểm lành nhà hay là điểm gỡ, thủy tề hay là hà tá, hẳn là nhiều phép là người ra tai họa, dọa người dương thế con thử xuống mà. Xuống mò xem có cái gì không. Ấy mấy hoàng tử ơi, để con xuống mò xem sao nhá. Úi giời, gớm nước sâu chảy xiết thế này. Úi giời ơi, lạnh quá hoàng tử à. Úi giời ơi, toàn ốc ếch thôi. Úi giời. Đây rồi hoàng tử ơi, một chiếc hài thêu hoa xinh xắn, hình như của cô gái nào vừa mới đánh rơi hoàng tử ạ. Úi dồi ôi, còn sực nước mùi hương. Người đánh rơi hài chắc phải là tiên. Tiên đánh mất hài chắc giờ này tiên đi trên đất đây. Hài hoa rơi. Hài hoa rơi là chuyện tình cờ. Nhưng sao ngựa trắng lại quỳ bên suối? Chẳng hiểu sao lại quỳ bên suối. Bỗng chốc lòng tơ bối rối. Ai đánh rơi hài, xui khiến lạ lùng sao? Chú Thìn. Dạ. Chiếc hài đẹp lắm, ta chưa hề trông thấy bao giờ. Quan cũng chưa hề trông thấy bao giờ. Nhưng biết tìm đâu người có hài hoa để trao lại cho hài không lẻ chiếc. Ấy dạ trình hoàng tử, việc đó thì có khó chi đâu. Để cho con vào trong hội sướng loa, chuyển cho những ai là đàn bà con gái, nếu muốn làm vợ hoàng tử thì hãy đến thử hài. Nếu duyên số xui nên đẹp chữ lứa đôi, dù người đó có là tiên, ta cũng rước tiên về luôn một thể đấy hoàng tử ạ. Ý chú hay lắm, vậy chú hãy vào trong hội sướng loa. Còn ta phải trá hình ngay mới được. Loa 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 loa, truyền cho những ai là đàn bà con gái, hãy nghe rõ loa truyền. Có một chiếc hài rơi xuống suối trong, ai ướp vừa chân sẽ được hoàng tử rước về cung làm vợ. Loa 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 loa. Đi xem được ai nữa chị ơi. Các chị ơi, đợi em với các chị ơi. Xem được hài, nhanh lên nhanh lên. Đâu hài đâu. Ui xưa hài lông quá. Nào chị hài nào. Này thử hài đi. Tôi nơi quê nhà thường mang đi hài theo cỏ quê cũng thử nhá. Nào thử hai nào. Xấu hổ. Thử hai đây. Thử hỏi lại vấn cô này. Thử hai nào. Xin lỗi cụ nhá. Nào hỏi đồng vai thử hai thì lên nào. Thử hai đi. Đi nhanh nhanh lên con ơi. Cá mời nhanh lên con ơi. Hội mở rồi con ơi. Hội mở rồi. Con ơi nhanh lên con ơi. Nhanh lên con ơi. Con ơi nhanh lên. Mẹ ơi. Mẹ. Chiếc hài đẹp quá mẹ. Ôi, ôi, con ơi, chiếc hài đẹp quá. Này, đây không khéo là duyên kỳ ngộ. Mẹ nuôi con trong chút tháng ngày. Hài kia mà thử đúng chân này, mày ra con mẹ được về kinh nếm mùi phu quý. Nếm mùi phu quý. Này chú. Dạ. Loa đã sướng mời các mỹ nhân. Dạ đúng đấy ạ. Chú cho con gái tôi vào thử hài, rồi bấm ngay cho hoàng tử người biết. Nghe chưa? Rồi đâu con gái bà đâu, nhanh lên nào. Con ơi, vào thử hài đi con, vào thử hài đi con. Chà. Ơi chân ơi là chân, ngon ơi là ngon. Ai đúc bàn chân mắt cái cá lội. Ngon thì củ Âu, ngon à bình vôi.
ngón thì móng sắc như dao nhọn, ngón lại vòng quanh tựa ốc ê, ốc nhồi. À, em hỏi câu này khí không phải. Khi xưa bà kia bà mang chị trong bào thai, chắc là uống nhiều sâm cu ly lắm nhỉ. Thế nhà chú và mọi người hỏi để làm gì? Úi giời ơi, chả là cái bàn chân của bà chị nó nhẵn nhụi như là cái củ củ nhân sâm ý. Chú thật là vô lễ. Chú hãy thử hài cho tôi đi. Rồi bẩm ngay cho hoàng tử người biết. Nghe chưa? Úi giời ơi, cái này thì vừa làm sao được, gấp quạp cái chân này xuống, chân mới cẳng gì mà cứ ngỏng như cái tay trẻ. Giời ơi, cố nhá. Úi giời nào. Úi giời ơi, kiếp chân cẳng gì mà bốn chú vẫn ở ngoài này. Cứ thử đi nào, thử nào. Thôi thế nào hả con? Cám ơi, thế nào hả con? Mẹ ơi, sao thế nào? Đau quá mẹ ơi. Sao, có vừa không con? Nó không vừa. Sao? Cái chân nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà nó không vừa? Nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà nó chả có vừa đấy. Nhỏ nhưng mà nó vênh chị ạ. Con ơi, con không vừa thì để mẹ vào mẹ thử. Cơ hội ngàn năm có một, may ra được làm vợ hoàng tử. Rồi bà này thử xong cho về làm cụ hoàng tử đây. Này chú. Ây da. Loa đã sướng mời. Các mỹ nhân. Bây giờ mỹ nhân răng đen rồi ạ. Chú, cho em. Ui, em già. Ướm thử hài một tí. Úi trời, bà chị ơi, bà chị ơi, bà chị quạt cho em cái ngón chân chỉ thiên chỉ địa cho em nhờ cái. Chú cứ ướm cho em. Úi trời, này các cô các bác xem nhá, chân con thì như cái tay tre, chân mẹ bè bè như bàn chân vịt ý. Bây giờ thế này vẫn đòi thử, ai lại đội hài thế này bao giờ không? Thử nhá. Bây giờ cố nào. Ai chà chà. Bà bảo ái chà chà, em cứ tưởng là gái già già. Chú ơi, sắp vừa rồi đấy. Lần này chú ướm mạnh cho em lần nữa chắc là vừa. Dạ em nốt lần này thôi đấy nhá. Úi giời nào, gớm giống nhau quá. Bốn chú ở ngoài thế này vẫn đòi thử đây. Cố nhá. Úi giời ơi. Sắp vừa rồi. Lần này chú ướm mạnh em lần nữa là đau thế mà chị còn cười được. Thôi em nốt lần này thôi nhá. Này thì thử kiểu gì bây giờ đấy, ai lại đi hài xoay bốn hướng mà chả được hướng nào cả. Chị ơi, vẫn nguyên cái gót to lắm chị ạ. Quá hay nhỉ. Cám ơi, Cám. Úi giời, mẹ gọi cái gì? Mẹ nói nhỏ con, đi kiếm cho mẹ con dao ở đây. Sao làm gì hả mẹ? Làm gì mặc mẹ mẹ. Chị ơi, hội còn đông lắm, để em thử người khác rồi. Ôi trời ơi, sao làm gì đây? Rằng lấy dao. Em xin chị ạ. Mẹ ơi, con xin mẹ. Cảm ơn giúp mẹ một tay con ơi. Cơ hội ngàn năm có một, may ra được làm sao được mà thử cơ chứ. Hỏng hết hài rồi. Mẹ ơi, còn thừa gót voi to tướng đây này, không vừa đâu. Hải hiểm mà bé tí. Không ăn được đạp đổ à? Thôi đi về. Hải con. Thôi thì bà bé thích. Đi về. Không vừa thì đi về. Tấm lòng bánh chè hải. Hỏng mẹ ơi, hải của mẹ. Người ta rồi. Tiếc chị Tấm kia. Ôi, tiếc hải. Úi cháu. Đến chuồng khánh còn chửa ăn nai, nữa là mạnh chính vứt ngoài bờ tre.
Này nhá, đến chùa Khánh này còn chưa ăn ai, nữa là mảnh chính, vứt ngoài bờ tre nhá. Đi về tôi con. Thôi không đi vừa thì đi con. Về để người khác thử. Đi về tôi con. Tấm ơi, thử hài đi con. Già ơi, hài của con ấy già. Sao? Con có cả đôi kia. Ôi đúng hài, đúng của, hài tấm của Tấm rồi. Của con đánh rơi xuống nước, bây giờ ghép lại thành đôi. Hải đã nên đôi, con muốn tạ ơn người, nhưng chẳng biết làm sao nói gọn. Kìa, gọn gàng mấy câu đứng đực ra thế. Nàng ơi, trong buổi mới chưa tường tên họ, tuổi bao nhiêu, thân thích có còn ai? Người mắt trong như suối tóc mây, ý dài chẳng hay đã cùng ai mà nên hẹn ước. Hoàng tử hỏi, con trả lời hoàng tử đi con. Trả lời hoàng tử đi. Trả lời đi con. Dạ, thưa hoàng tử, em là Tâm, ở làng Mai hẻo lánh, tuổi còn xuân. Cha mẹ mất từ lâu, phận mồ côi mưa nắng dãi. Dạ ơi. Dạ, thưa hoàng tử, vẫn chưa có nơi nào nên hẹn đi ước. Người già chúng tôi bội phần vui sướng, chưa vãn hồi mùa mà chim én đã bay cao. Con suối làng Mai nước chảy ngọt ngào, đưa Tấm đi xa cho tới hồ tới biển. Hà Tấm làng Mai ơi, đời đời của em đã ngày lạc đi. Tấm làng Mai vẫn hằng ven đồi, chứ anh ơi theo dòng nước suối ơi, ơi mà để về nơi anh, về nơi nhịp cầu kia là quê quê hương ta, chứ quê hương như ta như huyên tâm theo chàng đế tâm. Đuổi xa đây đi ơi, cho duyên nằm tâm trầm ơi, nằm đường đầy hoa kia chim ơi loan giờ liên cánh, kia là chắp ơi cánh điện bay đi xa. Thank you.
e không được kín đáo. Sao lại không được kín đáo hả mẹ? Nếu con Tấm hôm nay về cúng dỗ cửa nhà vắng vẻ càng hay. Còn tức ghen thì ủ mặt trâu mày. Còn lòng mẹ mới dâu sôi lửa đốt. Nó một bước nên vàng nên ngọc, vừa buổi sáng mâm bèo say thóc, buổi chiều đã làm con dâu nhà vua. Mẹ con ta ở xó quê mùa, cơm khó nuốt mỏi chứ tuổi hồ. Mẹ ơi, chị Tấm con về kìa. Kìa con, dì mong mãi, cứ tưởng con không về. Vâng, con dâu nhà vua dì mà đi nắng nồi vất vả thế này, dì chẳng bằng lòng tí nào cả. Dạ, dì bé em ở nhà có khỏe? Không ốm, chẳng đâu. Nhưng em nó nhớ chị cứ tha thuẩn tối ngày. À, sao hoàng tử không về với con? Dạ thưa dì, hoàng tử đi săn bắt đàn voi dữ trên núi Vòi rừng Miên. Đến hôm nay chàng vẫn chưa về à? Quà của em đây. Dạ, còn mấy thứ con đem về cúng dỗ. Ừ, được rồi. Ta vào sửa soạn để cúng cha cho sớm. Rồi đêm nằm, chị em chúng mày tha hồ mà trò chuyện với nhau. Nó hỏi thăm tôi ở nhà có khỏe. Chồng nó xinh tươi như nụ đào mới hé, mà lòng tôi dường móng xé gai đâm. Con à, dì của con đây vẫn khỏe như hù, chân bước không run kín lời ngọt nhẽ. Bốn phía rừng sâu lặng lẽ, mà lòng ta gan ruột nóng bừng. Dập bã trầu rồi việc kín như bưng, cúng tạ mười châu quỷ thần giúp đỡ. Thấm thoát ra đi đã tròn hai tháng, mùa hoa gạo đã qua, sen lại nở bông hồng bông trắng. Giếng trong ơi, Tấm đã về đây. Xưa cha tôi đào lấy giếng này, tôi chập chững đã men lần ra giếng. Cha mẹ mất con dãi dầu cay đắng, cha mẹ không còn mà nhìn thấy ngày vui. Bóng đã về với chị Bóng ơi, chút tình nên áo nên khăn hóa hài chỉ thắm. Mặt giếng hôm nay ngấn tròn sóng xanh, tưởng chừng Bóng hãy đang bơi. Bóng ơi, hay chăng chị đã gặp người, người đến hồi miếng trầu nên nghĩa. Về tới quê nghĩ nhà dân đi nhỏ, ngày nào nữa
ăn trầu vừa khéo vừa nhanh, mười miếng như nhau rõ hình cánh phượng. Chị còn khéo tay nhất làng nhất xóm mới được tên trầu cho đám hội năm nay. Vắng chị con, có lẽ khắp làng này trầu thơm đượm nhưng người tên lại thiếu. Tấm ơi, đĩa trầu cúng còn tìm đã khéo, nhưng câu cúng cha gì chưa bằng lòng. Con hãy trèo chảy lấy thơ non, ngoài bờ ao có buồng sai chiếu quà. Em cám con nó trèo sợ ngã, con thì vốn đã trèo quen. Nhưng bây giờ những áo cùng xiêm, người xinh đẹp trèo cao e cũng khó. Khó gì mà khó, thương cha về cúng dỗ, con chẳng ngại trèo cao. Khắp vườn ta con chẳng kể cây nào, từ tấm bé con đã trèo như sóc. Mẹ ơi, đẹp quá. Câu nhìn trắng mốc, lòng ta ai dễ lường. Nó trèo cao chót vót, cho nó chết vui sướng. Mẹ ơi, đừng mẹ, nhớ mày dân làng họ biết thì chết. Ai vào đây mà biết, mẹ giết nó đi thì mẹ con ta mới mở mày mở mặt lên được. Con sẽ làm con dâu nhà vua, mẹ sẽ làm nhạc mẫu ông hoàng tử. Mẹ ơi, con xin mẹ. Sớm giặt áo bên hồ, hương sen thơm ngát, sóng gợn vừng ô
đi sen hồ bò. Để người dạ héo lòng khô. Nhớ câu thỏ thẻ đêm trường, anh chẳng thấy lòng đổi dạ. Hiên trước vườn sau quanh vắng, tướng chân hai em vẫn vào ra. Ôi liễu lo, ôi liễu lo đòi đoạn, em nhớ chàng đòi đoạn liễu. Vàng anh, tiếng chim tha thiết trên cành, nghe sáo động cả trời mây buổi sáng. Chim ở chốn non ngàn chim đến, hay chim nơi đồng nội chim về, chim hót lời trầm bổng tái tê, càng lạnh lót càng đau nhức nhối. Kìa, chim đã ra vườn đậu xuống cành dương, cánh vàng lấp loang. Ta phải theo chim để lòng bớt nặng. Ôi biết mấy sự tình muốn ngỏ cùng chim. Hoàng tử, hoàng tử chàng ơi, hoàng tử, đấy mẹ xem, vừa thấy con ra vườn là chàng lại bỏ đi ngay. Ở trong nhà thì phòng riêng cách bức, ra đến vườn chàng chỉ ngước trông cây. Tủi lòng con khuya sớm giữa nơi này, xuyên hở e rồi tan phú quý. Sao con lại bẽ bàng mày hoa ổ rỗ, trăng khuyết trăng tròn rồi gỗ đá cũng siêu. Huống chi con nhan sắc yêu kiều, con phải chặt rơm vào cho lửa mén. Hôm nay trời nắng, hoàng tử đi dạo quanh hồ rồi lại về đây ngồi thổi sáo. Con phải vào lấy áo hoàng tử ra hồ giặt ngay cho chàng nom thấy. Khờ như con tôi thật là hiếm có, nụ đào mơn mởn ở bên cạnh mình như thế kia, lòng già nam nhi ai làm ngơ cho được. Tôi mà còn xuân xanh như nó, một ông hoàng chứ 10 ông hoàng cũng phải siêu với tôi. Úi giời ơi, đi đâu mà đâm quạng đâm quãng thế kia? Chào cụ cố à. Chú Thìn, nghe nói chú có tài thổi sáo để an ủi lòng đau. Tuổi thanh xuân hoàng tử nhuốm cơn sầu, sao chú chẳng ngân nga một vài khúc sao? Ấy dạ thưa cụ cố, cây sáo của tôi khó mà thổi lên được nỗi đau sầu của hoàng tử. Và lại bên cạnh hoàng tử còn có người nọ, kẻ kia. Có phải ở trên đời này ai cũng biết nghe sáo, không khéo dại mồm mà thổi thì thổi sáo tai trâu đấy à? Cái chú này ăn nói với ta dường như có ý này ý khác.
ta mà không nể tình người cùng quê thì... Dạ, thì sao ạ? Thôi! Đồ khỉ ăn dầu thuốc, bắt chước người học thói làm sang. Úi giời, cô con gái thì ngó ngó nghiêng nghiêng. Cái điều ướn ẹo này chắc là tìm hoàng tử để làm duyên làm dáng đây. Đây thổi sáo để hoàng tử ngài nghe đấy à? Thôi đi, ta hỏi sao nhà ngươi lại dám mặc áo của hoàng tử kia mà? Dạ thưa nàng cám, áo của hoàng tử mà đặt xuống đất thì khiếm lễ với ngài lắm mà. Ôi trời nắng to rồi, xin phép nàng để tôi ra hồ giặt áo à. Đứng lại, ngươi hãy đưa áo của hoàng tử đây rồi bẩm cho người biết là chính tay ta giặt áo cho người, nghe chưa? Nhúng qua một lần nước, chứ cái chân cái tay ấy thì giặt làm sao? Nghĩ mà thương cho nàng tâm. Chồng tao phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Ô này, tiếng chim đâu phải tiếng người, nghe nó hót tâm thần tôi hoảng loạn. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi! Vàng ảnh vàng anh, tiếng chim tha thiết trên cành. Kìa, chim ở chốn non ngàn chim đến, hay chim nơi đồng nội chim về,
chim hót lời trầm bổng tái tê, càng lạnh lót càng đau nhức nhối. Chim lên cành bồng, chim xuống cành la, chim hay đậu cành mai chớ sang cành liễu, cành mai nép ngọn cây đào, chim ơi chớ vội khuất vào liễu xanh. Vàng anh, chim vàng có phải vợ anh? Chui vào tay áo ta mình có nhau. Vàng anh, chim về với anh sớm chiều an ủi, tờ tình đứt ngang tưởng chừng lại nối, biết bao là nông nỗi nguồn cơn. Chim về, chim ở lòng son, nước thơm chén ngọc kê ngon hạt mi vàng. Treo lồng chim ở đâu? Vào đi con. Mẹ ơi, hoàng tử treo lồng chim ở sau bức rèm trúc cạnh chỗ chàng lầm kia kìa. Được rồi, ta sẽ thừa lúc vắng tay bóp chết chim vàng, thịt nướng cho mèo ăn, còn lông chim chôn kỹ ngoài vườn. Ta đã vào gác tía lầu son, tất cả muôn chim phải ngừng tiếng hót. Chú Thìn. Dạ. Hai cây xoan đào mọc cạnh gốc mai già có phải không? Dạ đúng đấy ạ. Hai cây xoan đào mọc lên giữa một đêm giông tố, và cũng sau một ngày có kẻ giết vàng anh đấy ạ. Chú Thìn, ta thấy trong người mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một lát dưới gốc xoan đào. Dạ, để con lấy ngay võng tía mắc vào cho người được cùng xoan trò chuyện nà. Xoan đào rười rượi lá xanh, cây tre bóng mát giao cành với nhau.
gió thoảng trên đầu em ơi, gió cành rung, cành rung gió thoảng trên đầu. Em mi em gió thổi ơi ơi à, để ra sầu quấy hoa em ơi, gió cành rung như sóng vỗ đôi bờ em ơi, gió cành rung như sóng vỗ đôi bờ.
ta đang tỉnh hay mơ? Vừa nằm nghỉ một lát dưới gốc xuân đào, ta thấy trong người bỗng nhẹ nhàng, thư thái. Phải rồi, ta phải đi vắng độ dăm ngày. Xuân đào ơi! Xa vườn nhớ lá thương cây, ta đi tam hướng, trời mây lại về. Lạ lắm mẹ ạ. Hoàng tử nằm nghỉ chân dưới gốc xoan đào một lúc mà nom khí phách hồng hào khang kiện hẳn lên. Được rồi, hoàng tử đi vắng tử hôm nay, mùa này là mùa giông bão, lúc nào giông bão nổi lên mẹ sẽ lấy rìu to búa lớn đánh bật hai gốc xoan đào, rồi sai người đóng cho con chiếc khung cởi. Con dăm lên mình gỗ, lấy tơ vàng rút ruột quấn vào thôi. Ta đã vào đây lược rất châm cài, gỗ quý thơm tho cũng thành gỗ nát. Ôi xoan đào ơi, giữa trời đôi tây, rồi để mẹ mua thêm sợi cho con nhá. Mẹ ơi, con cứ thấy giòn giòn thế nào ấy mẹ? Có gì mà giòn? Mẹ, nó là vật vô tri vô giác, như con dao cái thớt trong nhà. Con cứ ngồi vào dệt, rồi để mẹ mua thêm sợi cho con. Ngồi vào dệt đi con. Hoàng tử chàng ơi, nay lầu nghỉ son gã nghỉ tia mấy ơn nghỉ trời, ta lấy tang tình sợi trắng ngày này ơi ơi tình ơi chứ không bên thời. Ta quấn đi người vào ta, ai ơi duyên đi tình. Này thắm đi tiếng mặn mại, này thắm đi tiếng đi mặn mà tơ bông sợi trắng. Mẫn đời kẻ kẻ kia thác thác xuống ấm cùng ấy ấy mồ hoang là hoa.
lại đứt. Ai, ai cất lời vằng vằng giữa cung sơn? Kéo cà, kéo kẹt. Em cám ơi, dệt gì mà dệt. Em đứng lên rời khỏi chiếc khung này. Khung cưới dập dình, khung cưới xót. Sợi bền đứt niến, sợi bền thương. Kẻ gian kia lẫn lối đưa đường. Em bé dài xa vào tội ác. Em chỉ biết lùa là gấm vóc, nỡ quên điều cốt nhục tình thâm. Giết người ngay ba lượt bốn lần. Đừng tơ tưởng duyên nồng chăn không. Chị Tâm, chị Tâm, nay chị nghĩ Tâm mi hiền về làm em, làm em run sợ như bão trong can. Ấy chính mẹ kìa, em giang tà. Cảm ơn mẹ đây mà con kìa, con mẹ đây. Ấy chính mẹ em giang tà. Giết chị nhiều phen cũng vì chừng ham lời quyền quý. Giết chị hiền em nhớ em thương lầy, chị ngàn lầy thương ngàn thương cam em đây. Lầy chị ngàn lầy chú thương ngàn thương ấy ấy. Mẹ xui là xui, em làm điều ác em vẫn hy thương là thương. Không mẹ vẫn thương không mẹ. Kìa con, mẹ đây mà con. Kìa con, mẹ. Mẹ ơi, tiếng con Tấm, tiếng con Tấm vừa nói trong khung cười này mẹ. Đâu, mẹ có thấy gì đâu. Ôi, sao hôm nay gió rộng cả vườn. Mẹ cũng vừa nghe buốt thái dương. Trời đang nắng, trời đang nắng tưởng mây mù mưa chớp. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ sẽ tháo rồi khung cười, đem đốt từng mảnh ra cho. Đừng, mẹ ơi, con xin mẹ. Khung cười này không phải là khung cười thường đâu. Không phải là khung cười thường nên mới phải đốt. Ai dễ được trốn lầu son bước tới, đã đâm lao ta phải theo lao. Người khôn ngoan đi lông tía võng đào, còn kẻ dại vui dương chơ nấm cỏ. Đã giết người là phải giết cho trọn vẹn. Cướp chồng kẻ khác thì phải cố gắng mẹ. Dạ ơi, ra đi chợ với chúng con. Điều Xoan đi chợ đấy à? Dạ. Điều Xoan à, hôm các con xuống đò sang liệu, dạ hứng được một quả thị vàng. Dạ đặt ở sau rèm kia kìa, các con vào mà xem. Ôi, ngon quá dạ ơi. Dạ ơi, dạ đi chợ với chúng ta nhá. Các con đi trước đi, dạ đi sau. Xoan Điều đi trước dạ. Lạ thật, cứ đi vắng về là cơm lại đầy. Nhà ai quét, ai têm trầu cánh phượng. Dọn quán hàng sạch sẽ tinh tươm. Làng xóm xa ai đến đỡ đần. Người thương giúp hay trời thương cành khó. Hôm nay tôi vờ đi chợ vắng, rồi nấp thử xem sao. Thì ơi, trông nhà cho già, để già đi chợ mua dầu cau nhá. Đổ xuống trên đất làng quê cũ,
tôi hoa quả thị vàng nương náu cảnh già đa, cuốn hết người bế ẵm từ ngày thơ. Tôi sống lại đôi khi nửa người nửa bông, hôm nay già đi chợ vắng, tôi ra dọn bếp quét nhà đun nước nhặt rau, đun nấm trà xanh thêm một đĩa trầu, đền đáp lại công già yêu dâu. Hoàng tử, hoàng tử chàng ơi, trong nước lạnh ao nhà em thác xuống, hóa chim vàng ríu rít nỗi thương đau, chim tắt lời em chẳng chịu lìa đâu, nên phải hóa xoan đào du nhịp bỗng. Chàng ngồi dưới xoan nế đào, trăm quán ngàn cầu chân lý đi dù có mỏi. Không mỹ vơi em ơi chốn làng quê, anh đã đến nơi rồi em ơi chốn làng quê, anh đã đến nơi rồi. Hoa gạo nở trên cành cao thắm đỏ, hoa vắng người hoa cũng rưng rưng. Ta lại về đây quê quán người thương, có nhớ ta chăng suối dài mượt cỏ. Quán hàng này nhà tranh vách nứa, nhưng có dàn thiên lý xanh xanh, nẻo đường quê chân bước xót xa tình. Vào đây bỗng nhẹ nhàng thư thái. Dạ, xin chào bà cụ hàng nước. Dạ, xin kính chào quý khách, mời quý khách nghỉ chân. Dạ. Người đi săn có bạn, người đi bán có phường, quý khách sao đi có một mình? Dạ. Thưa già, tôi là người lẻ bạn, nên ra đi không rủ bạn rủ phường. Tôi cũng chẳng về gần núi đi săn, muốn xem hội, nhưng vai sầu chĩu nặng. Mời quý khách xơi trà. Dạ, mời già xơi trà. Dạ, mời quý khách. Mời quý khách dùng trầu. Dạ, mời ra xơi trầu ạ. Mời quý khách.
miếng trầu têm cánh phượng, tay cầm thơm ngát hương, xui lòng ta nhớ thương, khiến lòng ta bối rối. Dạ ơi, trầu này là của ai têm ạ? Trầu này... À, trầu này là của con gái già têm. Con gái già têm ư? Phải rồi, đây là đất làng Mai, nên ai cũng biết têm trầu cánh phượng. Quý khách không được khỏe, để già vào đun ấm nước giải cảm cho quý khách. Dạ, xin già đừng bận tâm mà. Tôi chỉ mệt người đôi chút. Cứ mặc giả, mặc giả. Trầu này là của con gái già têm ư? Sao lại có người têm giống được đến thế? Tấm ơi, hay có lẽ lòng anh tơ tưởng quá, nên thấy trầu nào cũng ngỡ một người têm. Ngót một năm rồi, ngót một năm rồi dương thế chẳng còn em. Trầu thơm ngát để lòng đau xé. Én xuân bay về, tình lại nhớ con hồi mênh mang. Tình lại đau. Sương reo trên đường vắng quanh, liễu rối nhắc hoài cơn sầu. Xuân về mà người đâu ơi, tâm yêu thương ơi, xót bấy nhiều ý tình, vắng bóng hình trầu công xanh ơi, sông bên hỡi ý tình. Hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử chàng ơi. Tâm, hoàng tử. Tâm, tâm ơi, có phải tâm thật đây không? Em đang sống ở giữa đời hay đây là cõi khác? Thiếp chờ hoàng tử đã lâu, thiếp mang nàng tình ai nên tiếp sống. Thiếp thương nhớ vài tên trầu cánh phượng, thiếp trông thấy chàng mà quên nỗi lòng đong. Tâm, hoàng tử. Tâm, tâm ơi, xa bấy nhiêu ngày em vẫn thắm như son, đôi mắt long lanh như nước hồ sâu thẳm, ôi giọng nói như suối ngàn văng vẳng, nước da hồng đượm nắng trời quê. Giữa ngày xuân em ở đâu về mà yếu điệu cành tơ lá non? Hoàng tử chàng ơi, từ ngày xa cõi sông, làm chim líu lo làm cây dợp bóng. Thiếp thấy chàng gầy vỡ thiếp đau, bây giờ đối mặt nhìn nhau vẫn đôi mắt phượng ban đầu sáng trong. Kìa Tâm, Tâm, hoàng tử đã về đón Tấm đấy thôi. Sao Tấm phải nương mình trong cả thị? Tấm già. Dạ, con xin chào già. Mụ già đang có nhà không đấy?
Thìn. Dạ. Đưa mẹ con mụ cám về kinh chịu tội. Dạ. Đổi ân già bấy lâu đùm bọc, nghĩa cao sâu vĩ tựa sinh thành. Chúng con còn hai mái đầu xanh, cùng xin nguyện báo đền ơn tròn nghĩa. Đôi mặt cầm tay ơi, phương bây giờ đôi mặt cầm đôi tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.